Doanh nghiệp của bạn đang lãng phí ngân sách với những chiếc áo khoác gió đồng phục. Giữ ấm chỉ ở mức vừa phải, dễ nhăn nhó, mau cũ và đặc biệt chẳng cản được gió mưa. Vậy hãy học ngay Viettel Post, đặt áo gió cao cấp tại đồng phục 4 mùa, mẫu áo gió chất lượng cao với 5 ưu điểm: giữ ấm cơ thể, cản gió bụi tốt, đa năng tiện lợi, hạn chế nhăn nhó và đặc biệt chống thấm nước tuyệt đối. Mẫu áo gió được thiết kế theo chuẩn nhận diện của Viettel Post, phù hợp với tính chất công việc thường xuyên phải di chuyển và làm việc ngoài trời của nhân viên Viettel Post. Mẫu áo gió của Viettel Post nổi bật với khả năng chống nước hoàn hảo nhờ sử dụng chất liệu vải Britex cao cấp. Đây là chất liệu độc quyền tại đồng phục 4 mùa với ưu điểm chống nước tuyệt đối, hoàn toàn không thấm ướt. Bên cạnh khả năng chống nước, chất liệu này còn cản gió, ngăn bụi cực tốt, giúp người mặc tự tin làm việc ngoài trời bất kể mọi thời tiết. Thiết kế đa năng với túi sâu có kéo khóa an toàn, logo in ấn sắc nét nhờ công nghệ in ấn hiện đại, phần khóa kéo cực kỳ trơn tru và có thêm vạt áo giúp cản gió cực tốt. Áo may hai lớp dày dặn giúp tăng khả năng giữ ấm cơ thể, khoác áo thì rộng rãi, thoải mái làm việc và hoạt động. Một chiếc áo vừa đi mưa tốt, vừa cản gió bụi lại giữ ấm cơ thể, lại còn nổi bật về thương hiệu với giá gốc tận xưởng như thế này thì thương hiệu nào chẳng muốn sở hữu phải không nào? Liên hệ với chúng tôi ngay ngày hôm nay để đặt may những chiếc áo gió cao cấp, hữu dụng và đa năng này nhé!